freedom. In bloodbaths, we. Do you know what loneliness is, Petra? Ok, hey, vô xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kakao Chia, cũng chào mừng đến với series hướng dẫn cũng như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends và Bang Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến bạn một cái bài đánh liên quan đến con Link Skill 2. Thì những lần các bạn đã thấy rồi, chúng ta đã cắm đi cho mình là con Yuki cộng với cả là con Veil rồi. Nên là trận này thì sẽ không có Yuki cũng như là Veil nhé. Đội hình mà mình hướng tới ngày hôm nay sẽ là liên quan đến con Ruby. Ruby sẽ là con tướng được sử dụng làm đam chính trong cái trận đấu ngày hôm nay, cho nó cầm phần trắng đi để solo cho nó dễ win nha. Bubble Cuba với lại khá là ổn này anh em này, để mình có thể gọi là kiếm tiền được này. Đấu sĩ đi, quân viện thì hai quân viện sẽ được tăng 20% sát thương, đấu sĩ thì nó sẽ có hồi máu, với cái hồi máu thì nó sẽ khá là dễ để cho chúng ta có thể gọi là win được ở những cái giai đoạn đầu này và tích được stack cho con Ruby. Đấy, mấy cái đấu sĩ nha anh em nhé. Thôi, rồi Bubble luôn tiền không. Mình đang tận dụng những cái lượt đầu để mình kiếm tiền nha mọi người. Em đừng quăng rơi Bubble xuống tiền không. Bỏ nha, mình không chơi con liên quan tới con ấy đâu, mà đầu game nó ra hai con thì mình lụm thôi. Đấy, lụm mình kiếm tiền thôi. Thua cũng được mà, thua những lượt đầu cũng được, không sao hết, miễn sao có tiền là được. Rồi, nhưng mà chúng ta vẫn win nha anh em nhé, nhờ đấu sĩ Ruby tích được cho mình là 15 dam rồi đó. Tối đa là bao nhiêu? Tối đa là 15 cộng dồn, 13 dam thôi hả? 13 dam, tối đa 15 cộng dồn. Tại sao chúng ta lại chơi cái combo này? Là tại vì cái con Ruby thường thường nó hay bị thiếu dam lắm anh em. Nó hay bị thiếu dam nha. Thì với cái combo này thì nó sẽ giúp cho con Ruby up cấp luôn. Đánh luôn cho vô chữ win luôn anh em. Khỏi phải tiếc nha. Mình đánh mình có tiền mà, có tiền của triệu hồi mà, thành khỏi phải tiếc. Đây, nó rơi con gì? Rơi con dắt. Ngày hôm trước mình rơi ba con khỉ đó anh em. Ngày hôm trước mình rơi ba con khỉ anh em nhớ không? Đấy, thì thêm cái quân viện đó là Ruby khỏe lắm, đánh nhanh nhờ phấn trắng nè. Xong rồi là quân viện tăng đam, đấu sĩ hồi máu, đấy, rất là khỏe luôn anh em. Nên là cái việc là mình thắng được người ta ở những cái lượt đầu sẽ tỷ lệ sẽ khá là cao. Người ta quýnh vô Ruby, Ruby nó quẹt cánh hồi máu lại, quẹt hồi liên khúc luôn, ớn liền. À giờ anh em thấy gì chưa? Quẹt cái hồi nguyên khúc luôn. Lát nữa ông Angela ông nổ đẹp đẹp xíu là đẹp à, là ngon à. Sợ Angela nó nổ xà lơ thôi. Thì bây giờ mình có một cái phương án nổ đẹp nhất, đó là lấy pha lê sát thủ, rồi xong rồi sau đó là nổ sát thủ rồi cái thứ luôn. Thì cái con ấy của mình sẽ khá là ngon. Giác đấu hả? Quân trưởng hả? Ruby quân trưởng giác đấu công nghệ. Thì mình nghĩ là chắc là chỉ có cái quân trưởng mà vô thôi anh em. Tại lát nữa thì mình sẽ có con Alucard. Mình sẽ có con Alucard để mình chơi với con giác đấu cái thứ gì nó không vô. Rồi lấy quân trưởng đi. Lấy quân trưởng cho Ruby. Rồi Angela nổ đẹp xíu nè. Nó nổ đấu sĩ ok luôn. Vậy thì mình bỏ con này. Quá ok. Thêm được một cái thanh tẩy hoặc là một cái tóc biến. Lấy thanh tẩy đi cho chắc ăn ha. Để solo gọi là 100% solo win luôn. Không thua được anh em mà. Solo chỗ này là 100% win rồi. Đấy, Angela nổ đấu sĩ lên, nổ đẹp nha. Nổ đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được để chơi đấu sĩ. Đấu sĩ quân trưởng. Lát nữa sẽ có Alucard quân trưởng anh em không? Rồi thanh tẩy vô nữa, quánh này. Vẫn thua à. Ok, Siona căng thế. Siona căng quá anh em. Dạ, Angela lại solo win chứ. Thế thì chúng ta lại có thêm được gọi là nó YouTuber gì vậy? Biết mình hả? Biết mình hay gì mà YouTuber đâu nghe căng thẳng như à. Thôi đừng có quen tôi anh em mà giả bộ không quen ấy. Quen biết gì tầm này. Bạn quen biết bạn quýnh mình nhức đầu lắm nha. Giả bộ không quen anh em. YouTuber nói nghe sợ như vậy. Đừng có gì chỉ như vậy chứ. Rồi quân trưởng các thứ đi, mình có thể lượm mấy con Masa được kia về cũng được kìa anh em kìa. Đấy, Masa về chơi cũng rất là ok luôn. Nhưng mà mình không có lấy được đồ ngon thì mình có thể lượm con Masa cũng được, còn không thì lấy cái này nè. Đây, để giúp cho Ruby thêm phần chiến thắng trong cái chuyện solo của nó. Tại cái này thì nó có xuyên giáp. Quýnh thì nó sẽ gây cái đam nó sẽ thấm hơn. Angela nó nổ 2 sao là được rồi, chứ không cần thiết phải nổ thêm đâu. Đấy, chỗ này thì mình vẫn còn đang tham lam cái bộ gọi là bộ triệu hồi nè anh em nè. Đằng nào thì mình cũng thua mất một lượt rồi, nên mình cũng chẳng cần thiết phải làm cái gì. Muốn kiếm con Ruby thì bạn phải up lên ít, phải tầm cấp độ 6.
Còn nếu mà cấp độ 5 mà bạn xuất hiện thì là bạn hơn. Ở cấp độ 5 mà bạn roll ra con Ruby thì là bạn hơn. Ruby là một con tướng 3 tiền, thường thì chẳng ai đánh Ruby đâu, cho nên là bạn chơi thì khả năng bị giành cờ bởi những bạn khác nó rất là thấp nha. Thì nó là một con tướng 3 tiền thì bình thường chẳng ai đụng vô Ruby làm gì đâu, nhưng mà người ta có lấy thì ta lấy Ruby 2 sao thôi là hết cỡ rồi, chứ không ai lên Ruby 3 sao giống như mình đâu. Trong trận này thì mình sẽ lên Ruby 3 sao nhá, tại vì là mình muốn chơi con Ruby làm đam chủ lực mà, sẽ đánh chơi kiểu gọi là Ruby siêu to khổng lồ. Quẹt, ui rồi ôi, quẹt được phát đó là hồi được nguyên khúc máu đó anh em. Không quẹt được, không quẹt ra chiêu, khá là tiếc. Thôi không sao, vẫn khá là ổn nha, vẫn có thể gọi là hạ được con ấy không. Trời, phải mà phải đó mà Ruby nó quẹt được là lượt này mình win rồi. Ê, quên bán tướng rồi mọi người, lo nói chuyện quá, quên bán tướng luôn. Ruby, ok, thank you bạn nha, cảm ơn bạn nhiều. Sau cái lượt đánh quái xong là mình sẽ bỏ cái bộ triệu hồi đi nhá. Đằng nào thì mình cũng đang thua, cho nên nếu như mà mình có thua thêm thì cũng không sao rồi, lượm này về. Có gì cho nó nổ vào đấu sĩ nữa là đẹp luôn. Chứ còn quân trưởng thì nó không liên quan rồi. Quân trưởng thì cái cộng hưởng nó không liên quan, phải mà nó có sát thủ thì ok. Ví dụ như lát nữa Ruby mình mà nó nổ lên sát thủ các thứ thì nó sẽ được tăng thêm đam nhé. Còn Ruby thì nó hồi máu nhiều, nó có khả năng hơi trâu một xíu, nhưng mà ngoài cái đó ra thì nó bị thiếu đam nha anh em, nó bị thiếu đam. Nên là mình sẽ chơi con Link Skill 2 để đắp đam cho nó. Rồi sau đó anh em có thể gọi là nếu mà Ruby nổ được vào sát thủ thì ngon, nổ được vào sát thủ thì nó quẹt cái nào nó lên đam cái đó thì ngon. Thì nó quẹt sẽ rất là thấm anh em ạ. Quẹt thấm thì đam nó mới to được. Còn nếu mà bạn quẹt mà không thấm thì đam mấy bạn không có đủ to nha. Rồi, chỗ này thì chúng ta tận dụng nốt cái lượt đánh quái này nữa đi nha. Mấy bộ triệu hồi này thì không chơi. Ruby đấu sĩ quân trưởng quân viện. Đấy, đó sẽ là cái hướng để chúng ta chơi vào trong cái clip ngày hôm nay nha. Đấu sĩ quân trưởng quân viện, 6 đấu sĩ, 6 quân trưởng, 4 quân viện. Đấy, đam rất là to luôn. Quân ngân sách eo hẹp à. Tăng tốc đánh và nhận gấp đôi tướng đấu sĩ mất máu thì sẽ được tăng thêm tốc đánh. Ngon quá ta, ngon quá ta anh em. Ngân sách eo hẹp cũng ngon nha. Tôi muốn lấy ngân sách eo hẹp ghê luôn á. Tại vì như vậy thì mình sẽ roll rất là sướng anh em mà. Mình roll sướng lắm. Tại sao lại roll sướng là tại vì nó tốn có một tiền rồi nè anh em thấy không. Cái chuyện mình roll tốn có một tiền à. Thì lát nữa bạn roll, ngộ khum, có tiền. Bạn lên tầm cấp 7 rồi bắt đầu bạn xài cái chiêu roll cờ á. Bạn ngồi bạn roll. Mình kiếm những cái con liên quan là được rồi. Còn khúc này thật sự là ngon anh em mà, ngon. Cái ngân sách hẹp chơi ngon lắm, ngân sách hẹp chơi với thằng nào cũng ngon chứ. Cho con Layla cầm cái này đi. Giặc. Chịu hồi cái thứ bỏ được rồi. Tới lúc rồi đó. Lập đấu sĩ rồi vô, quân trưởng rồi vô, quân viện rồi vô. Đấy. Đấu sĩ, quân trưởng, quân viện vô là vô bài à. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi up cấp luôn, cấp 7 luôn rồi. Trời, quá sướng luôn anh em. Rồi không thích anh em up lên cấp 8 luôn. Up lên cấp 8 xong rồi ngồi roll cũng được. Tốn có một tiền à, tới lúc đó bạn roll nó tốn có một tiền thôi. Thì mình có thể gọi là kiếm ngân sách yếu hẹp mình roll cờ như vậy thì nó dễ. Nó sẽ có xác suất để ra con Ruby nhiều hơn. Tại vì mình coi như là gấp đôi cái lượt roll so với người ta rồi đó. Nhờ ngân sách yếu hẹp nhá. Thì mình sẽ có gấp đôi lượt roll. Nói chung là ngân sách yếu hẹp bạn chơi đội hình nào cũng ngon. Nhưng mà chỉ chơi những cái đội hình mà từ con 3 tiền trở xuống thôi nhá. 3 tiền, 2 tiền, 1 tiền là những cái con đó nếu mà bạn được dồn vào thì nó sẽ rất là khỏe luôn ạ. Rất là ok anh em, với ngân sách hẹp thì rất là ok. Nhưng mà con 4 tiền trở đi là bắt đầu sẽ chua nha. Bạn mà chơi con 4 tiền làm đam chủ lực thì đừng lấy cái ngân sách hẹp. Hoặc là 5 tiền làm đam chủ lực thì đừng lấy ngân sách hẹp, tại mình sẽ roll không ra. Nó sẽ ra những con 3 tiền trở xuống thôi. Còn phải coi thử là đội hình mình chơi là đội hình nào nhá mọi người. Chứ không phải là cái gì cũng cứ lấy về là gãy đó. Nha. Quân trưởng. Nãy mới được 3 quân trưởng à, nãy mới thêm này nữa, 3 quân trưởng. Quân viện. Đơn giản vậy thôi. Thế là chúng ta sẽ có được quân viện, 4 quân viện là được tăng 60% đam, 40% đam. Sau cái này là quân trưởng được tăng 60% đam nữa. 40 cộng 60 là 100% đam cho Ruby 4 đấu sĩ, thậm chí có thể là lên 6 đấu sĩ. Nếu như Layla nổ sát thủ hoặc là con Fanny nổ đấu sĩ nữa thì con này nổ sát thủ nữa là đẹp, thì mình sẽ có thêm 3 sát thủ nữa thì hoàn toàn có thể lên thành 4 sát thủ, là nó lại tăng thêm đam nữa. 100% đam đến từ hai cái quân trưởng và quân viện, xong rồi lại được thêm đam của sát thủ nữa thì Ruby nó sẽ tạc rất là đau luôn á.
thêm cả con Linh skill 2 nữa thì đúng thật sự là Ruby tạc rất là thốn luôn anh em. Nhưng mà con Layla phải nổ sát thủ mới được. Rồi con kia phải nổ vào đấu sĩ mới được. Thì như vậy mình mới tận dụng được. Còn không thì mình sẽ không có tận dụng được nha. Đấy. Ruby nổ sát thủ. Đừng nổ xạ thủ, phù thủy cũng được. Chỉ là đừng có nổ xạ thủ giùm tôi. Ý trời, ý trời anh em ạ. Mẹ nó chán vãi cả nồi luôn á. Rồi, vậy thì Layla nổ đấu sĩ rồi, Fanny nổ đấu sĩ giùm tôi nha. Đừng có nổ bậy nữa, hai ông nổ đấu sĩ cho lên thành 6 đấu sĩ đỡ phải lắp mấy con đấu sĩ vô. Quá mệt mỏi luôn. Nói đừng nổ xạ thủ, nổ xạ thủ luôn. Ông Ruby nổ xạ thủ rồi làm sao mà xoay chiêu được. À, thiệt tình luôn á chứ. Bán thì không bán được, tại mình phải lên nó 3 sao anh em. Chứ để nó 2 sao nó yếu xìu à. Mình muốn lên 3 sao thì mình buộc phải giữ nó lại mà chơi thôi. Trời, phải mà nó nổ phù thủy cũng được nữa. Tôi hứa bạn luôn, nổ phù thủy cũng ok luôn. Nổ phù thủy là được hồi mana xài chiêu li lịa luôn. 55% mana đánh tay dài cái là xài chiêu. Đánh tay dài cái là quẹt cái là hồi nguyên khúc trời phê thì thôi luôn. Sát thủ cũng được nữa. Nổ vào cái mà mình không muốn nhất là cái xạ thủ, anh em xạ lơ gì đâu. Được tăng 2 tầm đánh và giảm giáp của đối phương. Được cái solo thì ngon thôi, solo trong lòng thì ok thôi, chứ ra khỏi lòng cái ta bắt đầu bà phế. Trời ơi luôn, phế đừng hỏi luôn anh em ạ. Quá nhức đầu. Ngọc Kim Tinh giờ sao mai lấy hết vậy? Tôi lấy gà như ý anh em ạ. Mình đánh nấy rồi, không có liên quan gì tới Chim Tinh nha. Mình đánh Chim Tinh thì mình lấy Chim Tinh, nhưng mình không đánh Chim Tinh thôi. Tham Chim Tinh làm gì? Máu mình có 6 đấu sĩ mà. Là nó có hồi máu rồi, 6 đấu sĩ nó có hồi máu rồi, không hồi nhiều luôn là đằng khác á. Cái 6 đấu sĩ nó hồi ác lắm anh em, hồi tới 90% lần, cho nên không cần cái kia làm gì nhá. Rồi anh em thích thì anh em có thể gọi là roll cấp tiếp cũng được, không thích thì đây cho nó cầm gậy như ý nha. Gậy như ý solo cái. Rồi này cầm phấn trắng bắn luôn, ok. Layla nổ đấu sĩ nha, đừng nổ bậy giùm tôi nữa, bây giờ nổ tào lao nữa tôi mệt lắm. Bà này mà bà nổ phù thủy là tôi cũng bán à. Không có liên quan. Trời ơi, nó tức dã man anh em mà không làm gì được. Phải mà Ruby nổ phù thủy, xong rồi Fanny nổ phù thủy cũng được, thì mình có 3 phù thủy mình chơi, thì nó giúp cho cái con Ruby của mình hồi chiêu nhanh hơn. Quá nhức đầu luôn. Solo trong lòng mà chắc chắn win rồi, làm gì có chuyện cửa thua trong đó nữa. Thanh tẩy luôn mà. Không có thể nào, cái lý nào gọi là Ruby solo thua được. Nãy giờ nó solo win không, đam nó to nữa rồi. Có quân trưởng đam to nữa. Đam to xong rồi đánh thì nó hồi máu nhiều. Tại đam bạn to thì bạn hồi máu được nhiều nhờ vào đòn đấu sĩ. Đấy. Đơn giản vậy thôi. Anh em có thể up lên cấp 8 rồi anh em kiếm con Ruby nó sẽ dễ hơn nhé. Để cấp 7 này bạn roll ra không ra Ruby đâu. Cái khả năng xuất hiện nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ xuất hiện những con 2 tiền nhiều hơn là so với con 3 tiền. Anh em hiểu không? Cái khả năng xuất hiện con 2 tiền cao lắm. Nên là anh em để lên cấp cao cao xíu đi, xong rồi mình làm một phát một mình lẫm ở phía trên luôn. Con kia quân trưởng hả? Quân trưởng không ấy, để đi kiếm mấy con quân trưởng 2 tiền cũng được. Rồi dưới này thì đi kiếm mấy con quân trưởng. Đấy, cho nó lên cái đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ up cấp ở lượt sau nhé. Layla quân trưởng lên bắn cũng thốn lắm á. Layla quân trưởng lên bắn hơi bị rác luôn. Nổ đấu sĩ đi. Nổ đấu sĩ là đẹp á. Nổ đấu sĩ mình bỏ bớt con này. Rồi con này nổ đấu sĩ phát mình bỏ con này luôn. Hay mình bỏ hai con đó luôn, xong rồi lát nữa lắp con Alucard vô là nó sẽ vừa là đấu sĩ vừa là quân trưởng luôn. Bên kia quăng quăng một anh em. Quăng quăng đông cũ. Quăng quăng mới một sao à, lấy mà ảnh nữa là yếu. Giờ cái mà ảnh yếu lắm anh em đừng có tham cái mà ảnh làm gì, đánh cái mà ảnh vô không có được tác dụng gì nhiều đâu. Nào, sao tấn công con Ruby tôi không kịp xoay à? Xoay một phát thì mới win được. Không tiếp cận được cái dàn xạ thủ phía sau, anh em thấy chưa? Đó mà nó cầm thêm ngọc xạ thủ nữa thì làm sao mà nó tiếp cận được trời. Tức á. Khổ gì á chứ. Giờ nó cầm xạ thủ vô nữa làm sao nó tiếp cận được cái dàn tuyến sau. Nổ phù thủy cũng được nữa. Trời ơi, tức cái trời. Giận thiệt sự. Ma ảnh không cần, giáp ảo ok. 35 giáp thì ok. Rồi, chắc lấy 35 giáp rồi, từ từ mình lấy nhé. Còn tới 50 máu là không phải lo nhé. Không cần phải lo. Rồi, lượt sau mình up cấp nha. Up cấp mình nhét thêm Alucard đồ vô. Thay con Alucard vô chỗ trong chỗ này là mình sẽ có 4 quân trưởng á.
quân trưởng lắp thêm quân trưởng lên người của con Layla nha anh em nhé, cho Layla nó bắn. Ruby được bao nhiêu stack rồi ta? Biết nữa, bấm vô đây là biết nè anh em, được 10 stack rồi, 5 lượt nữa là Ruby full rồi. Sau khi nó full mình đem nó ra ngoài nhé, không cần phải cho nó ở trong solo đâu, cho Layla vào trong để Layla nó tích đủ 15 lượt mình tháo ra. Đây, có để trong nữa nó cũng không có lên nha anh em nhé. Rồi thiết bị nhân bản, kiếm xanh, kiếm dược cỏ, kiếm xanh đi bắn cho thôn up một cấp. Này từ từ lấy mình có rồi. Đấu sĩ, sát thủ, đừng có phù thủy. Bây giờ thì đừng có phù thủy giùm tôi. Đấu sĩ hoặc sát thủ như cái này nó xạ thủ rồi, nó không thể nào nổ xạ thủ được nhé. Đấu sĩ hoặc sát thủ, đừng có phù thủy. Rồi đấu sĩ ok, quá thơm luôn. Đấu sĩ thì nó lại là quá thơm. Vậy thì mình bỏ bớt con này ra. Để bị thừa rồi. Đấu sĩ, đấu sĩ. Từ từ. Có thể lên được 6 đấu sĩ rồi á. Nhưng mà phải kiếm được thêm một con đấu sĩ nữa là con gì? Con ngựa. Để lên thành 6 đấu sĩ. Trời ơi, Ruby anh em thấy không? Bu bu vô chỗ đông đông nó quẹt cái nó hồi nguyên khúc à. Nhưng mà nếu mà một mình nó đứng thì nó hồi không được nhiều. Cũng đỡ nha, đỡ là Layla nó nổ đẹp á, chứ Layla nó nổ tầm bậy nữa là bán Layla nữa ngồi khóc 6 ngày 6 đêm luôn. Mình còn một cái 35 giáp nhé, nên không phải sợ. Không cần phải sợ là lãi đâu. Game này ok, game này ngon. Đang ổn anh em, đang ổn, ổn lắm. À, kiếm thêm quân trưởng gắn vô cho nó. Từ từ lấy anh em, mà mình còn 32 máu nên không có đi được đâu. Chắc chắn là không đi được đâu anh em nhé, nên không cần phải sợ cấp độ 8 này roll kiếm ruby được nè. Quân trưởng, đấu sĩ hoặc là bốn quân trưởng. Kiếm hút máu. Kiếm hút máu ngon rồi nè. Angela. Đấy, bốn quân trưởng thì được tăng thêm đam nhé, 20% sát thương dành cho những con quân trưởng. Thì những con quân trưởng nào có đồ quân trưởng thì nó sẽ được tăng thêm đam. Thế thì anh em đánh 4 quân trưởng, còn anh em không thích thì anh em chuyển thành đánh thành 6 đấu sĩ. Úi xồi ôi, nhìn nó hồi máu kìa anh em kìa. Nhìn Ruby hồi máu kìa, cầm kiếm hút máu vô đánh tay cũng hồi máu nữa. Bu vô Ruby tôi đi anh trai. Bu vô cho tôi hồi máu, bu vô cho tôi hồi máu đi mấy anh trai. Đừng có nói giật cá rụng luôn nha. Trời mấy rụt giật cá rụng luôn thiệt anh em à. Mấy giật cá rụng luôn thiệt à. À giờ phải kiếm nó một cái thanh, kiếm nó một cái quyền trưởng mới được. Nó mới có bao nhiêu đó sao nó chịu không nổi anh em mà tức ghê. Rồi lấy 35 giáp ảo được rồi, còn lại có 18 máu à, làm màu nữa là đi đó. Rồi bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ đi kiếm ruby 3 nhá, tầm này là xuất hiện ruby được. Còn đấu sĩ thì lát nữa thang Alucard vô đúng không, thang Alucard vô thì không cần con này. Còn Alucard với lại con này nữa đủ rồi, hoặc là Fanny nó nổ vào đấu sĩ nữa là đủ rồi. Lấy là có thì cứ lấy nhá. Masa, Masa quân trưởng, Masa quân trưởng thì mình có chơi, có chơi, có dùng quân trưởng anh em ạ. Đó nãy mà nó nổ sát thủ rồi, ngon rồi. Con này mà nó nổ sát thủ rồi, con này nó nổ sát thủ nữa là mình bốn sát thủ rồi. Tại mình có con quân trưởng sát thủ là con ấy kìa, con Amon kìa anh em kìa. Ruby 2 em thấy hồi máu ác không? Nhưng mà phải nãy phù thủy cũng được đó. Phù thủy nó hồi chiêu nhanh hơn, nó xoáy chiêu hồi máu ác hơn. Nó xà lơ quá, tức ghê luôn. Đấy, tốn có một tiền thôi nhá. Mình sẽ bị tốn có một tiền thôi, nhưng mình roll cũng sướng lắm. Đỡ vất vả, roll nó đỡ tốn tiền hơn. Xác suất bạn kiếm mấy con mình cần nó sẽ cao hơn. Lấy ô luôn ha, đơn giản vậy thôi. Chưa lấy ô đúng không? Đang thấp máu lấy ô là thành 5 quân trưởng, Alucard vô nữa là 6 quân trưởng đó anh em thấy không, là sẽ có 6 quân trưởng luôn, được tăng thành 60% đam. Đam to lắm, bây giờ đam mình to lắm, mình chỉ bị thiếu chống chịu thôi. Đây là con ruby nó lên 3 sao phát là nó ok liền à. Đấy, bây giờ mình cần là cần con ruby 3. Mà sao vô đi. Đấu sĩ Alucard, Alucard vô thay con này nữa, hoặc là Fanny nổ đấu sĩ nữa là đủ rồi. Rồi lên luôn.
Masa thì được cái nó trâu nha mọi người. Cho cam này. Mình cần ruby. Ruby đâu? Ruby Layla giùm tôi. Sợ phải đi nổ bài 7 á. Giờ là mình cứ giữ sẵn con tốt sĩ ở phía dưới cho cái gì nổ 7 mình bán được. Sợ nó nổ 7 thôi. Còn solo trong này thì nó win rồi, auto win rồi. Nhét ngay ông rồi là quăng quăng vô, tôi gõ quăng quăng trước luôn, quá lợi hại luôn anh em. Quăng quăng tam chủ lực nữa chứ, gõ nó một cái mình lợi. Rồi quay lại đánh quăng quăng anh ơi, sao anh quýnh bên kia anh thả trôi con quăng quăng vậy? Nguyên con quăng quăng sau lưng vậy anh trai? Đúng rồi. Ui, anh quýnh nó xong rồi nó giáp hồi sinh nó chạy mất tiêu luôn, bắn ư. Nhưng nhiêu đó là không đủ anh em à. Bắn là cũng cũng nghề đấy nhưng chưa đủ. 15 máu. Còn lại 33. Tại mình nãy là 35, 15 là 20 là 38 chứ. Còn lại 38. I'm your guide. Ruby đâu? Nào. Lấy la. Anh em thấy Ruby khó chơi không? Kiếm không ra nè anh em thấy không? Cấp độ 8 này roll quá trời luôn, không thấy Ruby đâu hết trơn. Vô lý thật sự. Có ai đánh Ruby đâu? À, đâu ai đánh Ruby đâu, có một mình tôi đánh Ruby đó. Mà tôi roll không ra. Thế mới nhức đầu. Còn không thì ra cho tôi Alucard cũng được nữa. Không ra luôn anh em ơi. 40% xuất hiện Ruby đó anh em. Mình cấp độ 8 mà nó giống như là đang cấp độ 7 vậy á. 40% xuất hiện Ruby mà không ra. Đến kia chơi 3 sao không vậy? Ngân sách yêu hẹp hả? Biết mà hèn gì. Hèn gì 3 sao không. Rồi. Đâu ngân sách yêu hẹp. Win. Lực này win. Ê ê đừng nói giật khoét con. Ừ mà mình hồi máu lại mà. Mình hồi máu lại mà. Hồi máu lại mà. Ôi ôi giáp ảo. Ôi ôi. 14 35 29 còn lại 6 là còn lại 24 máu. Ai trời ơi. 40% xuất hiện Ruby. Không thấy nó đâu anh em. Vô lý thật sự. Thiếu điều Layla lên trước luôn. Layla Ruby cùng là con 3 tiền nhé. Mình thiếu 2 con Ruby nữa thôi. Roll nó tốn có 1 tiền à. Thành mình roll đã lắm luôn á. Nhưng mà nó không ra thôi. Nó ra con mình cần thôi. Chứ nó ra con mình cần là mình lẫm rồi. Chắc cũng thắng được 15 lượt rồi chứ ha. 15 lượt rồi nè. Anh em có thể tháo Ruby ra ngoài, lắp Layla vô trong cho nó tích sợ tắt chơi. Tháo ra đi. Cho Ruby vô trong đi. Cho Layla vô trong làm đam phụ. Ruby làm đam chính rồi. Layla làm đam phụ anh em à. Để nó đánh luôn từ đầu luôn ấy. Nó mà lên được 3 sao là mình tháo ra tự tin lắm. Nhưng mà nó 2 sao rồi nó chưa thật sự khỏe thôi. Sát thủ. One shot fired, one ender down. Học sát thủ cho Layla. Rồi, ok. Nổ phù thủy, ớn chưa? Target in sight. Ruby. Ruby. Lấy là 3. Ruby thiếu 1. Ruby 3. 18 23 máu chắc chưa đi đâu. Rồi, lượt sau mình có Ruby 3 nhé. Rồi, Layla 3 vô tích tắc sát thủ nữa. Càng bắn càng đam to. Có phân chấn bắn nhanh. Ruby ở ngoài xoay hồi máu. 23 máu chắc chưa đi đâu anh em. Chưa đi được. Có muốn đi cũng không đi được. Chưa được. Chắc chắn là chưa đi được anh em à. Chưa thể nào thua được cái lượt này. 18 máu. Còn lại 6. Rồi, lượt sau tôi Ruby 3. Mong quýnh gì quýnh đi. Tôi Ruby 3 lượt sau. Kiếm một con sát thủ nữa nhờ. Này sát thủ này, lắp tướng lại luôn. Lượm sát thủ vô cho thành 4 sát thủ anh em ạ. I win. Without fighting. Bảo bớt một con quân trưởng này đi. Different. Rồi, ok. But equally moral. Ruby 3, mình có thiết bị nhân bản là Ruby 3 rồi. Thích thì anh em nhân bản, không thích thì anh em roll tiếp. Ôi, rồi nó còn ra hay đó. Ruby 3.
cho cầm gậy như ý, Layla gậy như ý bắn cho nhanh. Thân thảy hút máu. Ổn. Không ấy nữa, lắp sát thủ cho con Ruby cũng được. Mình mà mình nghĩ Ruby đủ đam rồi, nó bị thiếu chống chịu thôi, cái đam nó đủ rồi. Để đam nó cho Layla đi, Layla nó bắn ở phía sau, Ruby nó công ở phía trước, thấy không? Ruby nó không thiếu đam đâu anh em, Ruby nó thiếu chống chịu. Thiếu chống chịu thôi, nó cần quyền chủ mùa đông. Có quyền chủ mùa đông vô là ok lắm luôn á. Rồi Layla phía sau bắn gậy dưới bắn nhanh. Rồi, lật kèo. Tới giờ lật kèo. Thích thì lên 6 quân trưởng. Thích thì lên 6 đấu sĩ. Mình còn 6 máu rồi nha, hết đường rồi đó. Hết đường binh rồi đó anh em à. Còn 6 máu thôi, bây giờ thì không cấp được. Khó chịu nhờ. Vậy đi, để đứng gần gần nhau đi anh em. Đứng xa nhau quá cái là thằng Ruby của mình bị người ta đục vô trong mặt nữa. Lại là bắn chậm nhờ, có gậy như ý mà bắn chậm dữ ta. Cho nó cầm một thứ thôi anh em, cầm cái một là cầm phấn chấn, hai là cầm gậy như ý thôi, một trong hai thôi, đừng cho cầm cả đôi. Con Ruby thì nó full stack rồi nhá. Ruby thì nó full 15 rồi. Bây giờ tới lượt con Layla vô trong lấy đam. Đấy, hai đứa sẽ được, có hai đứa được lấy đam của cái con đó. Mình thì mình vẫn còn đang thiếu một con là con Alucard, đúng không? Thêm con Alucard nữa nó sẽ là 6 quân trưởng á. Hỏi Ruby ở ngoài quạt đâu chưa? Ở chưa. Rồi Layla ở trong bắn nữa. Úi xôi ôi, một đam đến từ Layla nhức cái đầu liền. Ê, không vui nha, không vui nha. Nhưng mà nó mất nguyên trường rồi đúng không? Nào, Layla xả chiêu. Một chiêu và mồm. Không phải có nguyên trường mới được anh em, mà không có nguyên trường căng quá. Không vui thì có chứ, nó đẩy với mình một phát gần rụng luôn, cày vãi cả nồi ra được. Alucard. Ô thì mình lấy rồi, lấy Alucard đi. Xong rồi up một cấp nữa là vừa. Up một cấp nữa là 6 quân trưởng. Không thích thì 6 quân trưởng, không thích thì đánh 6 đấu sĩ, tùy. Nói chung là phải lấy Alucard rồi, chứ bây giờ không có quyền trưởng, có quyền trưởng là tôi lấy quyền trưởng rồi đó, em không có quyền trưởng mà lấy Alucard đi. Này đúng không? Đúng rồi. Phải mà ông này ông đổ đấu sĩ là đẹp rồi, ông đổ phù thủy ớn chưa? Bạn 38 tiền là thiếu anh em ơi. Còn này là 7 tiền. Là mới mình phải 38 tiền mới đủ tiền để lên lần, nó bị thiếu rồi. Lượt sau nữa mới lên được 6 quân trưởng. Sợ chủ không nổi qua tới lượt sau nhá. Nhức đầu thật sự. Luigi, lượt này chắc mình thắng được. Luigi đứng bục mà Luigi. Ruby một quẹt. Layla bên trong đang solo. Ui solo lại con khỉ à. Oh my god, Layla solo lại anh em ơi. Rồi quẹt con Luigi ở ngoài trước đi anh Ruby. Masa đã này, hai anh dí vô quẹt đi. Khỉ nhảy ra ngoài thì Ruby nó hồi máu lại. Thắng được. Một quẹt của Ruby, quá ok. Khỉ mất quyền trượng. Trời ơi, Ruby gánh tim. 80.000, 90.000 sát thương. Quá ok. Rồi, tôi up cấp lên, lên 6 quân trưởng cai tính sao. 6 quân trưởng dành cho Kawaji. Gậy như ý. Kiếm hút máu. Gậy như ý cũng ngon, kiếm hút máu cũng ok. Kiếm hút máu đi, đúng cho nó hút máu lại, nó đang bị thiếu hồi máu á. Mà xa cào cho nó thấm. Này bay bay câu giờ, hợp lý rồi. Layla sát thủ đứng ở trong nha, cho nó solo với lại kia. Solo ăn được á mọi người. Rồi tôi chỉ cần kiếm thêm con Alucard lên 2 sao phát nữa đẹp rồi. Đội hình mình vậy đẹp rồi. Ruby đứng, Masa đứng tăng, Ruby đứng tăng. Ông khỉ, à khỉ bây giờ lắp ra ngoài à. Lắp ra ngoài thì Layla mình bắn win bạn ơi. Thì mình sẽ thêm được một nguồn sát thương. Layla mình nó nhảy ra nó bắn thì càng chết. Nãy bạn câu giờ con Layla tôi bạn mới có khả năng bạn thắng được ấy. Chứ còn bạn không câu giờ được Layla là bạn no hope luôn. Không, phải câu giờ Layla lại thì mới được, thì mới có cơ sở thắng được. Chứ còn để cho Layla mình bắn tự do là bạn no hope rồi. 4 máu. Quá hay anh em ạ, game này quá hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm con Alucard còn lại. Còn thiếu một con Alucard cuối cùng thôi. Lên nốt của Alucard nữa là đẹp.
nổ xà lơ này, nó nổ xà lơ này anh em này, với lại Ruby nổ xà thủ này. Ruby nổ xà thủ xà lơ nữa nè anh em này, khỏi chơi xà thủ luôn nhá. Chơi xà thủ vô Ruby nó đánh xa đó, nó không có đánh gần đâu mọi người, mà một khi mà nó đánh xa rồi là nó tới công chuyện lắm nha. Đừng có cho nó ấy. Bên kia thì chắc là không có đánh choáng nhiều đâu, mà nếu mà chỗ này mà có cái quyền trượng thì mình lượm cái quyền trượng. Tại sao nãy phải lấy cái gậy như ý? Gậy như ý đó nó có cái lấy cái kiếm hút máu, rồi nó kiếm hút máu rồi nó đánh nó hồi máu lại được, thì nếu mà ngộ không có đem vô trong thì mình cũng solo ăn được, mình khỏi phải sợ. Lại là bắn chậm như ta, có gậy như ý mà bắn chậm nhờ, chắc phải lắp thêm cho ổng vô cái quyền trượng ấy. Đừng suy nghĩ nhiều anh em, mà lượm quyền trượng, quyền trượng trước tính sau. Kiếm xanh hay lại rồi kiếm một con Alucard à, một con nhé, rồi một con là đủ rồi. Ui hai da kìa, rồi cứ thử à, hai da rồi. Alucard mình có thiết bị nhân bản anh em, lấy cho nó cái bùa miêu hoạt đi ha, cho con Fanny nó đu sớm để nó câu chiêu câu giờ. Quyền trưởng đâu? Ủa cái quyền trưởng đâu? Quyền trưởng lại. Đấy. Để đảm bảo là Ruby của mình nó không có bị người ta gõ rụng luôn. Ai da, bị choáng à? Ồ, không có thanh tẩy bị choáng kìa anh em kìa. Căng nhờ. Ừ, không có thanh tẩy thì lại bị choáng chứ. Nhưng có quyền trưởng câu giờ cũng được. Thanh tẩy với quyền trưởng này nó cũng giống nhau. Thì hai cái nó cũng y chang nhau. Ồ, chọn cần ấy chứ, tính ra chọn cần ấy chứ. Chọn cũng cần ấy chứ. Ồ, vẫn phải nên cầm thanh tẩy anh em ạ. Bỏ cái thanh tẩy ra phát thiếu điều thua. Nên bỏ cái phấn trắng. Cầm thanh tẩy lại, bỏ phấn trắng là hay hơn. Bỏ quyền trượng ẩu nha. À quên, bỏ cái thanh tẩy ẩu nha anh em nhé. Đấy, thì cho bạn rút kinh nghiệm là lần sau đừng có bỏ thanh tẩy. Nhìn đội hình người ta vậy thôi chứ người ta có choáng vô Ruby nó không xài chiêu được. Bởi vậy là phải lấy thanh tẩy cho nó thì nó mới xài chiêu được. Lên bách chiến thần thoại đến từ Kawaii 800 điểm. Quý ok. Với cái bài đánh Ruby đứng ở trong lấy stack nhá. Thì con Ruby được 15 stack, còn con Layla thì nó chỉ mới được có 6 stack thôi. Thì với cái đội hình này thì mình sẽ có hai con gánh team, thay vì là một con Ruby đúng không? Thì mình sẽ có tới tận hai con, là thêm con Layla nữa. Những con xung quanh thì như vậy là hợp lý rồi. Lên được cho mình là hai sao là hợp lý rồi. Rất là tiếc là cái con Ruby này nó không nổ sát thủ này. Nếu mà con Ruby nó nổ sát thủ nữa thì thật sự là rất đẹp luôn nhá anh em nhá. Ruby nổ sát thủ nó là thật sự là đội hình này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà Ruby nó không nổ sát thủ. Rồi, này chịu. Xui thì phải chịu thôi anh em ạ. Nổ sát thủ nữa là mình có khả năng lên được 6 sát thủ, 6 quân trưởng, 4 đốc sĩ, 4 quân viện á. Có khả năng. Có khả năng thôi chứ không phải là 100% sẽ lên được, nhưng nói chung là có khả năng để có thể lên được. Nổ sát thủ nữa thì đam nó sẽ to hơn. Con Ruby quýnh thì nó sẽ có thêm đam của sát thủ nữa, thì đam càng to hồi máu càng nhiều. Thanh tẩy vẫn nên lắp cho Ruby nha anh em nhé. Nãy thì mình hơi ẩu một xíu, mình tháo thanh tẩy ra, tại mình ẩu, mình chủ quan. Chứ còn thực ra tại vì cái khúc cuối đó mình đi kiếm cái quyền trưởng kiếm ra, đáng ra bạn phải đổi cái phấn trắng ấy. Ruby đâu cần phấn trắng đâu, phấn trắng làm gì? Có phấn trắng thì tốt, mà không có là thôi. Cầm quyền trưởng vô để đảm bảo là nó sẽ có gì hồi máu lại. Còn thanh tẩy là chắc chắn là nó sẽ xài được chiêu, chỉ cần nó xài được chiêu một phát là nó hồi máu lại rồi anh em. Nên là chúng ta phải giữ cái thanh tẩy lại nhá. Rồi, đó là cái điều mà bạn cần phải để ý. Còn cái bài đánh ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời rồi. Với cái kiểu đánh linh skill 2, đánh Ruby rất là ok. Quân trưởng, đấu sĩ, quân viện, sát thủ rất ngon nha, đừng có nổ xạ thủ là được à. Mà tôi nổ xạ thủ đó thì nó không có được đẹp thôi, chứ còn nếu mà mình không nổ xạ thủ thì nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong cái clip ngày hôm nay đánh cái con bài Ruby Link Skill 2. Bạn nào thích cái clip này của mình á thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông, bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm những ý tưởng làm trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.